Một người đẹp ở thập niên 80 đó là Trương Mạn Ngọc. Tiếng Hoa của cô ấy đó là Trăng Mà Nhỉ. Đã đốn tim hàng triệu người khán giả trên toàn thế giới. Ở thập niên 80, nàng là một người diễn viên châu Á đầu tiên giành giải nữ diễn viên xuất sắc tại liên hoan phim Cannes. Nay cô đã gần như tạm dừng sự nghiệp điện ảnh của mình, nhưng để lại rất là nhiều ấn tượng trong lòng khán giả hàng triệu triệu. Tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, giải thưởng Kim Thường, Trương Mạn Ngọc là một nữ diễn viên đạt kỷ lục về số lần bầu cử, 9 lần, nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trong đó, cô đã giành được 5 giải vào các năm. Năm 1990, phim Bắc, Thói, Miệt, Đích, Nhân. Và năm 1993, phim Nguyễn Ngọc Linh. Năm 1997, phim Điềm Mật Mật. Năm 1998, phim Ba Chị Em Họ Tống. Và năm 2001, phim Tâm Trạng Khi Yêu. Năm 2005, cuộc bình chọn nhân kỷ niệm 100 năm nền điện ảnh Trung Hoa, Trương Mạn Ngọc đã được bình chọn là nữ diễn viên Trung Quốc được yêu thích nhất cùng với Trương Quốc Vinh. Tại liên hoan phim Cannes, với vai diễn trong bộ phim Pháp Clean, cô đã trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên được trao giải nữ diễn viên xuất sắc. Và cũng tại giải thưởng điện ảnh Kim Mã của Đài Loan, Trương Mạn Ngọc đã có tới 4 lần trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim Người New York năm 1989. Cùng với bộ phim Nguyễn Linh Ngọc Điềm Mật Mật và bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu. Và cũng không thể không nhắc đến một bộ phim Cổng Cổng Hồng Trần năm 1990 tại giải thưởng Hội Phê Bình Phim Hồng Kông. Nữ diễn viên xuất sắc nhất của phim Hồng Kông cho bộ phim Điềm Mật Mật năm 1996. Và tại liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương, nữ diễn viên xuất sắc cho Điềm Mật Mật năm 1997. Và tại liên hoan phim quốc tế Hawaii, giải thưởng thành tựu trong xuất sắc 2004. Giải thưởng thành tựu trong diễn xuất năm 2004. Liên hoan phim thế giới Montreal lần thứ 29. Giải đặc biệt cho các đóng góp nghệ thuật điện ảnh năm 2005. Và liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 10. Và cuối cùng đó là giải thưởng đóng góp xuất sắc cho nền điện ảnh Trung Quốc năm 2007. Diễn viên điện ảnh Trương Mạn Ngọc đã từng kết hợp đóng phim cùng với tứ đại thiên vương, đó là Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh, là những người đã từng làm điên đảo trái tim của người hâm mộ châu Á. Và chúng ta không thể quên một gương mặt thân quen, đó là diễn viên điện ảnh Thành Long, nổi tiếng Hollywood. Sống trong một thập niên 80, chúng ta là những người không thể nào quên được những bộ phim mà đã để lại dấu ấn trong lòng của chúng ta, như những bộ phim mang tên sau đây: Thanh Oa Vương Tử, Duyên Phận Mà Đằng Tiên Lý Kỳ Duyên, Câu Chuyện Cảnh Sát, Thánh Đảng Kỳ Ngộ Kết Lương Duyên, Măng Coi Đích Sự Cố, Khai Tâm Quỷ Tràng Quỷ, Nguyên Trấn Hiệp Hòa Vệ Tư Lý, Tiên Tử Lương Duyên, Tâm Khiêu Nhất Bách, Tinh Trang Truy Nữ Tử, Kế Hoạch A Phần 2, Ứng Triệu Nữ Lang, Ái Đích Đào Binh, Quá Phụ Tân Nương, Sông Phi Long Môn, Vượng Giác Ca Môn, Nam Bắc Mụ Đã, Nguyệt Lượng Tinh Tinh Thái Dương, Cầu Ái Cảm Tử Đội, Câu Chuyện Cảnh Sát 2, Phi Miêu Lưu Lãng Ký, Hoàng Sắc Cố Sự, Lưu Kim Tế Nguyệt, Tiểu 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 Cảnh Sát, Bắc Thoái Miệt Đích Nhân, Thiếu Nữ Tâm, Tái Kiến Vương Ngũ Lão, Ngã Yếu Phú Quý, Cầu Ái Giả Kinh Hồn, Cấp Đồng Kỳ Hiệp, Thần Dũng Sông Mũi, Người New York, Tam Nhân Tân Thế Giới, Khách Đồ Thu Hận, Hồng Trường Phi Long, Ái Tại Biệt Hương Đích Quý Tiết
cổn cổn hồng trần, a phi chính triện, chí tại xuất vị, hào môn giả yến, phú quý cát tường, hắc tuyết, song thành cố sự, Nguyễn Linh Ngọc, lưỡng cá nữ nhân nhất cá Tịnh, nhất cá Ngô Tịnh, bạch măng coi, chuyện hỷ trong nhà, Trần Đích Ái, Tân Long Môn khách sạn, Hoa Anh Hùng, Chiến Thần Truyền Thiết, Sông Long Hội, Câu Chuyện Cảnh Sát 3, Siêu Cảnh Sát, Thiên Diện Thiên Vương, Xích Cướp Tiểu Tử, và bộ phim Đông Phương Tam Hiệp, Võ Hiệp Thất Công Chủ, Thanh Xà, Phi Việt Mê Tình, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện Chi Đông Thành Tây Tụ, Thần Kinh Tam Dữ Phi Thiên Miêu, Chi Nam Tử, Hiện Đại Hào Hiệp Chuyện, Liêm Chính Đệ Nhất Kích, Tế Cầm, Tân Đồng Cư Thời Đại, và bộ phim Đông Tà Tây Độc, Đêm Mật Mật, và một bộ phim của Pháp đó là Á Ma Vì. Tiếp theo đó là bộ phim Ba Chị Em Họ Tống, Chi Song Sister, và một bộ phim Mỹ đó là Chiếc Hộp Trung Hoa, Nhất Kiến Trung Tình. Bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu, Anh Hùng 2046, và đến năm 2008 bộ phim Đông Tà Tây Độc Cát Bụi Thời Gian, Định Mệnh, và năm 2010 đó là bộ phim To Thành Nhiệt Luyến, với một bộ phim Hot Summer Day. Năm 2015 một bộ phim ra đời đó là bộ phim Playtime. Diễn viên điện ảnh Á Hậu Trương Mạn Ngọc ở thập niên 80 đã làm rung động hàng triệu trái tim khán giả, trong đó có tôi. Và về sau cô có một cuộc sống an nhàn.